Nghe lời trân trọng kính chào quý khán thính giả người Việt khắp nơi. Kính thưa quý vị, cái cuộc biểu tình chống dự luật đặc khu đã bùng nổ tại 10 địa điểm ở trên toàn quốc trong ngày 10 tháng 6 2018 vừa qua. Đó là một biến cố quan trọng thưa quý vị. Ngoài hai thành phố lớn là Hà Nội và Sài Gòn, thì cuộc biểu tình đã lan rộng ở các tỉnh miền Trung gồm có Nghệ An, Đà Nẵng, Nha Trang, Bình Thuận. Bình Thuận thì gồm Phan Rí, Phan Thiết, Đắk Lắk, Cam Ranh và một số tỉnh ở miền Nam gồm có Mỹ Tho, Tây Ninh, Bình Dương và Đồng Nai. Cái cuộc xuống đường rất là ôn hòa của dân vào 10 tháng 6 đã trở thành một cái trung tâm điểm thu hút sự chú ý của dư luận trong và ngoài nước vì hai lý do. Thứ nhất là chống dư luận đặc khu, đó là nguy cơ Trung Cộng, và cái dư luận an ninh mạng, đó là nguy cơ bịt miệng. Đó là hai mối quan tâm lớn không chỉ trong những một số thành phần hoạt động mà còn lan tỏa và trở thành ưu tư của nhiều tầng lớp quần chúng. Vì vậy cho nên thưa quý vị, trong cái tình đó có những người lần đầu tiên họ xuống đường. Thứ hai là song song với hiểm họa bắt thuộc, những kẻ đã bị đè nén quá lâu bởi bất công xã hội, bởi ô nhiễm môi trường, bởi cường hào ác bá đã tàn sức bật đáng kể trong vài địa phương gần. Cái sự kiện bạo động đã xảy ra thành phố Phan Rí và Phan Thiết và kéo dài trong nhiều ngày là biểu hiện của những bất mãn bị dồn nén quá lâu từ vụ ô nhiễm của nhà máy nhiệt điện Việt Tân hay là vụ xả thải bừa bãi xuống biển làm chết thủy sản, khiến cho cuộc sống người dân ở đây bị lũ đứng hơn 10 năm qua. Thưa quý vị, cái cuộc biểu tình đó xuống đường ngày 10 tháng 6 đó có thể nói là một chuyện chưa từng có sau khi mà Cộng sản Hà Nội đã cưỡng chiếm miền Nam 30 tháng 4 1975. Chưa từng có thưa quý vị. Bởi vì theo những số liệu không chính thức thì có thể nói là hàng chục ngàn người, thậm chí hàng trăm ngàn người để chúng ta tổng cộng lại. Và thưa quý vị, cái điều người dân trong nước thể hiện cái lòng yêu nước, nói lên tiếng nói của mình, đã bị đàn áp, bắt bớ, đánh đập rất là dã man. Và đặc biệt là họ, những người không tham dự được ngày 10 tháng 6 thì đến 17 tháng 6 họ lại xuống được. Trong đó chúng tôi nghe có cái trường hợp rất là thương tâm của anh Trịnh Văn Toàn. Anh cũng bị bắt vào vườn Tao Đàn. Và trong những cái dịp đó chúng tôi cũng đã có dịp nói chuyện với người bị bắt. Thì họ nói rằng cái cảnh tượng bị đánh đập khủng khiếp không thể tưởng tượng được. Và những người sau khi ra khỏi đồn công an họ đã phải khóc. Thì thưa quý vị, riêng cái trường hợp anh Trịnh Văn Toàn sau cái ngày 7 tháng 6 đó bị bắt, bị đánh, thì hiện nay tình trạng của anh như thế nào? Chúng tôi mời quý vị nghe cuộc nói chuyện giữa Nghe Lữ và anh Trịnh Văn Toàn như sau. Trước hết chú chào Toàn. Toàn có thể cho biết được rằng trước cái ngày 17 tháng 6 thì Toàn đó làm việc ở đâu, và cái vợ chồng đó sống với nhau thì cái đời sống nó có bình thường ổn định hay không? Trước ngày 10 tháng 6 thì vợ chồng chúng tôi cũng đã ở trong Sài Gòn rồi. Lúc đó thì cũng mới cưới nhau. Thì cái đời sống của chúng tôi, vợ chồng tôi là người đấu tranh từ lâu rồi. Đấu tranh thật ra tôi thì xuất thân ý, là người đấu tranh để chống cái sự bành trướng của Trung Quốc thôi. Thật ra cái chống đặc khu thì trong cái thâm tâm của tôi và cái suy nghĩ của tôi là chống cái bành trướng của Trung Quốc và cái nguy hại của người Trung Quốc khi họ xâm lấn Việt Nam, thì nó nguy hại cho rất là nhiều vấn đề cho con người Việt Nam nếu mà chúng ta bị Trung Quốc xâm lược. Hiện tại bây giờ chúng ta chưa bị Trung Quốc xâm lược, chúng ta đã phải gánh chịu nhiều những nguy hiểm, nguy hại từ đầu độc, từ thực phẩm, đầu độc về chính trị, đầu độc và phá hủy y tế, phá hủy giáo dục. Nó đang là hình thành một hàng chuỗi hệ thống phá hủy ở Việt Nam ta. Trong khi đó thì nó chưa thực sự là bị xâm chiếm mà đã nguy hiểm như thế rồi. Thì cái tiềm thức của tôi ấy, cái tiềm thức nó ăn vào cái máu chống quân xâm lược từ cái dòng máu lâu đời của người Việt Nam nó trong tôi thôi, chứ cũng chẳng có gì là ghê gớm hay là mình phản đối cái chính quyền hay nó kia gì cả. Mà cái bản thân tôi, cái cá nhân tôi ấy, chẳng qua là cái tiềm thức chống giặc ngoại xâm chứ không có gì là ghê gớm cả. Vâng, chỉ với một cái ý thức là chống ngoại xâm mà đó là cái dòng huyết quản đã lưu truyền trong người Việt của chúng ta với cái 4.000 năm lịch sử. Và khi xuống đường như vậy thì đã phải trả giá. Thì ngày hôm đó nhớ lại, Toàn có thể trình bày cho mọi người biết rằng xuống đường khoảng mấy giờ, bao lâu và bị bắt đưa vào đâu và chuyện gì đã xảy ra khi bị bắt?
Xin phép quý vị, xin phép chú và xin phép quý vị. Thật ra cái chuyện mà nó đánh là cái chuyện nó diễn ra với cái chế độ này nó tàn nhẫn như thế nào thì mọi người không nói thì mọi người cũng biết rồi. Mà thật ra với tôi kể lại những chuyện đó thì nó cũng, cho xin phép nó không kể lại là cái gì nữa. Thì chuyện đó nó quá bình thường rồi. Quá bình thường với những người đã từng bị đàn áp, bị đánh đập. Đấy, chuyện đó thì nó xảy ra thường xuyên. Nó dã man như thế nào thì lịch sử đang ghi lại và mọi người đều biết cả. Nó thực sự là rất dã man chứ không đơn giản như mọi người nghĩ đâu. Có cái bây giờ thì thời buổi công nghệ thông tin truyền thông nó lan rộng khắp thế giới, nó không thể là tàn nhẫn như ngày xưa được nữa. Thế thôi, thế còn sống trong cái chế độ này thì rất là nguy hiểm đấy, không đơn giản đâu. Để kiếm được một miếng ăn thì như những người như chúng tôi thì để kiếm sống, để mà sống một cách bình thường cũng rất là khó. Người dân thường nếu mà chưa chưa gọi người dân thường không đấu tranh thì đã sống rất khó rồi, còn những tôi người tôi thì càng khó hơn, làm cái gì cũng rất là khó, Vâng, dĩ không thể nhiên. làm được bất cứ điều gì. Vâng, Toàn ạ, dĩ nhiên là với cái tính nhân ái, Toàn đã không muốn kể lại cái điều mà đã mình phải chịu và trải qua. Nó thật ra thì nó chuyện nó cũng qua rồi. Vâng. Thế lại nó dã man như thế nào thì mọi người không cần kể thì mọi người cũng biết. Nếu nó kể ra nó thành kể lể cái tính của tôi nó như thế. Tôi không muốn kể lể những cái chuyện nó đã qua mà dã man như thế nào thì tôi gánh chịu là tôi cũng biết rồi. Vâng. Đấy, và mọi người như thế nào thì tôi cũng rất là hiểu. Vâng Toàn. Mà không phải là vì cái việc đó mà chúng ta sợ hãi. Tôi càng không sợ hãi. Nếu tôi đã xác định vào dấn thân con đường này chết tôi đã không sợ. Thì cái việc đó chả việc gì cả. Thật sự nó tra tấn là rất dã man đó. Những cái đòn tra tấn như thế nào trong những sử sách nó ghi, trong những tài liệu cổ ngày xưa của Trung Hoa nó tra tấn thì nó tra tấn đúng như vậy luôn chứ không đơn giản đâu. Chú nói cái điều đó Và đó là chú bây hiểu giờ cái thì sự cái chấn nhân. thương để lại của tôi là vẹo cuộc sống, vẹo cổ và vì chấn thương nội thương bên trong, nhưng mà không có gì cả, tôi chịu khó tập luyện thì khỏi thôi. Và tôi cũng chịu khó lao động, chịu khó làm việc để dần dần sức khỏe nó lên. Thế này mình lúc nào cũng yêu đời. Đấy. Tôi lúc nào là tôi cũng rất là tích cực, suy nghĩ tích cực yêu đời và tin tưởng vào một tương lai nó tốt đẹp cho đất nước. Nên tôi thấy nó khỏe, người nó khỏe và nó sẽ tốt tốt dần lên. Tin tưởng là chúng ta phải đấu tranh ấy. Chúng ta tin tưởng là chúng ta phải cùng nhau đấu tranh thì nó mới tốt đẹp được. Chứ không cứ để này này thì cái chế độ đảng cộng sản cái chế độ này nó vùi dập cái đất nước này xuống vực thẳm luôn, mà nó vùi dập cả luôn con cháu chúng. Chúng nó tàn nhẫn mà chúng nó không ngu mà chúng nó khốn nạn. Cảm ơn Toàn với cái phát biểu rất là nhân bản của Toàn. À, tuy nhiên, ở đây chú muốn nói rằng, nói để cho người Việt hải ngoại, như hồi nãy cái mục tiêu tiêu chú đã nói, có nhiều người ở hải ngoại không hiểu được hết cái sự khó khăn của những người dân bình thường đã bị khó khăn như khi sống dưới thời chế cộng sản, huống chi là người đấu tranh. Thành ra cho nên đó, chú muốn là Toàn có thể cho mọi người cũng biết được rằng, khi đã dấn thân như vậy, đã phải bị trả giá bằng những đòn hiểm độc như vậy, thì sau đó nữa Toàn và vợ của Toàn đã còn phải bị chịu những cái điều gì nữa để cho người hải ngoại hiểu được rằng đừng trách người Việt, họ dấn thân một lần rồi họ đã mất tiêu rồi, hoặc là họ thờ ơ, họ sợ sệt quá thì cứ để họ chết với cộng sản. Thì Toàn có thể cho biết được rằng sau khi bị bắt, bị đánh như vậy rồi đó, thì sau vụ đó rồi thì vợ chồng Toàn còn gặp những khó khăn gì khác mà hiện nay thì sống như thế nào? Khi sau những ngày đó thì tôi đi làm chẳng hạn, nó sẽ đến tận nơi chỗ nào làm của tôi làm ấy, nó sẽ đến, nó cũng không bảo là phải đuổi ông này đâu, là công an người ta dân cứ thấy công an là sợ, đến vài lần họ hỏi chuyện, nó chỉ hỏi chuyện rất đơn giản thôi là sợ họ đuổi việc. Ví dụ vợ tôi đi dạy học thì nó chỉ đến nó hỏi chuyện với gia đình ấy thôi, bảo mà hỏi ngang thì nó dọa dọa gia đình đấy, gia đình nào cũng phải làm ăn kiếm sống chứ, bây giờ cứ cho cô này cô dạy thì chúng tôi sẽ gây khó dễ cho gia đình anh, không làm ăn gì được đấy. Thế thì thôi thì nó tuyên truyền là phản động họ kia chống phá họ kia thì người ta dân là sợ. Thật ra thì người ta sợ thôi, nhưng người dân người ta cũng biết cái nỗi sợ nó bị cái nỗi sợ hãi quá nhiều đấy. Mà dân Việt Nam thì cũng có một số người họ nhận thức cũng khá tốt người dân, nhưng mà họ khiếp sợ. Họ kia họ biết chuyện thì họ cũng rất là ủng hộ, nhưng mà họ khiếp sợ. Vợ chồng tôi là thường xuyên bị canh gác,
Đấy. Còn những cái lâu nay thì không bị canh gác nữa là tôi liều, tôi chán đời là tôi liều, đứa nào canh gác của tôi mà bám theo tôi là tôi bảo tôi sẽ chết chứ, cứ nói thẳng Vâng. không, mình có cái gì mình cứ nhân văn nhân viên. Đấy. Nên là cháu là trả lời một cách rất là thoải mái, không mình không phải chắt lọc câu chữ gì, mình nói đúng bằng cái suy nghĩ của mình, nó nói đúng quan điểm của mình đấy, nó bằng cái sự thật, bằng cái chân thật của cuộc sống, không phải chắt lọc câu chữ để mà nói trả lời. Thì cháu là cháu không thích kiểu như vậy. Đấy, rõ ràng vậy. Với lại mà các anh chị ở ngoài có thể quyền nghĩ như nào là quyền của anh chị, vì các anh chị có cuộc sống riêng của anh chị rồi, mà đấu tranh trong nước phải chịu trách nhiệm ở trong nước, mà đấu tranh cho nó tốt lên thì có đời sống của mình cho tốt, chứ không thể mong đợi ai được. Đấy. Các Vâng. anh chị có hỗ trợ nào đấy là cái lòng tốt của anh chị quan tâm đất nước là rất là tốt rồi. Chứ đừng nghe nói rằng sau cái việc đó thì vợ chồng Toàn đi thuê nhà đến đâu cũng bị đuổi nhà. Dạ dạ đúng Họ rồi. đuổi mấy bao nhiêu lần? Từ 2018 tới hôm nay họ đuổi bao nhiêu lần rồi? Xem đuổi một lần, hai lần, đuổi ba lần, đi đuổi ba chuyển nhà ba lần. Cái lý do mà cái người chủ nhà họ không cho thuê thì họ nói như thế nào? Vì cái sự áp lực của chính quyền địa phương hay là như thế nào? Họ sẽ không nói như vậy, và họ cũng rất là ngại, họ rất là ngại khi đối diện với những người như như chúng tôi, họ thấy xấu hổ. Thực sự là những người khi họ sống gần chúng tôi là họ sẽ thấy thấy xấu hổ và họ ngại, họ sẽ lấy lý do là con họ cần chỗ nhà để ở này, rồi là họ cần sửa nhà này, với họ cần bán nhà bán đất thôi, chứ họ lại không nói ra. Họ cũng rất là tế nhị. Họ thế khi họ sống trước thì họ không biết, lúc đầu tuyên truyền thì họ không biết, nhưng khi họ dần dần sống tôi thì họ sẽ nhận thấy rằng là chúng tôi như thế đấy mà họ như thế thì họ thấy xấu hổ. Đấy, thế thôi, thì họ sẽ có lý do rất là chính đáng là chuyển nhà hay bán nhà hoặc là con họ đến họ ở, thế thôi. Vâng, còn về thân nhân đó, về gia quyến của hai bên nội ngoại đó, tức là bên của Toàn và bên của Loan đó, thì có bị khó khăn gì không? Có bị xa lánh hay là trách móc gì không? Có nhà bên nhà vợ con ấy thì họ nhận thức họ kém hơn bên nhà con một xíu. Nhà vợ con thì họ hàng nó cũng có vẻ nó cô lập xa lánh, cũng không nhận thức không được tốt lắm, và coi 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 thường cái việc làm. Đấy. An ninh nhà của Nam Định về tận trường để đe dọa chị gái rồi đe dọa gia đình. Nhà tôi thì cũng về đe dọa một vài lần, nhưng mà một lần nó về nó gặp tôi thì tôi thật ra tôi nói rõ quan điểm luôn, tôi không sợ gì hết, tôi không có làm cái gì sai cả. Tôi bảo đứa nào muốn gặp tôi cho số điện thoại, muốn gặp tôi đến trực tiếp cho mà bắt, chứ không việc gì bị rình rập cũng không phải gì về ấy. Nên là có một thằng an ninh một lần nó đến gặp tôi nói chuyện nó một lần nữa thôi, còn lần sau là chúng nó gọi điện nó đe dọa thì các cụ già cũng khiếp thế đâu, đe dọa là nhiều, hay gọi điện nó đe dọa các kiểu bảo cho ngồi tù tiếp với đánh chết nọ kia thì sợ ấy. Như chúng tôi thì chứ chả sợ gì hết nữa rồi, việc gì đâu. Kính thưa quý vị, rất là dễ thương khi mà chúng tôi được biết cái câu chuyện của vợ chồng Toàn và Loan. Chúng tôi hiểu được cái sự khó khăn của họ. Và tôi được biết được rằng, giống như chúng tôi vừa nói, là giờ này ở bên Việt Nam đã là gần 12 giờ đêm rồi thưa quý vị. Mà tôi cũng mới được biết được rằng đó, Toàn với cái cơ thể nói chung là cũng không có phải là khỏe khoắn lắm sau những cái đòn thù, nhưng mà vẫn tự bơi vào để sống mà về đến nhà là gần 12 giờ đêm. Thì nếu có một điều gì đó, Toàn có khi nào là Toàn ân hận về những việc của mình đã làm, đã gây khó khăn cho vợ mình hay là cho gia đình của hai bên hay không? Cái việc làm ấy, cái việc làm nó xuất phát từ trái tim. Khi nó xuất phát từ trái tim ấy thì nó lúc nào nó vui vẻ sung sướng mà nó trong sáng lắm. Nó không 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 có suy nghĩ gì, còn còn gia gia đình là cái lỗi của họ. Lỗi của họ không nhìn được ra vấn đề và họ đang u mê và họ đang rồi họ sẽ phải hối hận, chứ những người như con sẽ không hối hận. Mà chính họ bây giờ họ đã đang hối hận rồi, nhưng mà không dám bộc lộ cái hối hận của họ phản ứng như thế nào. Như ở họ tôi ấy, như họ từ nhà tôi thì giờ tôi cũng hay về họp họ và nói chuyện giao tiếp với họ, họ là xấu hổ với tôi chứ chứ chẳng có gì cả. Khi họ đối diện với tôi là họ xấu hổ với tôi thôi,
Lúc lúc họ tinh vi, họ nói phép, họ nọ kia, bảo tôi thế nọ kia thôi. Nhưng mà khi trực tiếp nói chuyện với tôi, đưa lý lẽ ra mà nói đàng hoàng, thì họ không đủ lý lẽ để nói. Mà họ thấy nhục nhã mà xấu hổ với những người như chúng tôi. Nhưng họ thật sự họ chả làm được cái gì cho xã hội này cả, ngoài cách để dựa dẫm, rồi là tìm cách đục khoét nọ kia làm giàu, những việc đấy rất giản. Tôi cũng làm được, tôi đủ khả năng, đủ tài năng để tôi làm việc đấy, tôi như họ được. Mà tôi không làm. Thì họ thấy xấu hổ khi đối diện với mình thôi, cho họ chả tài gọi gì cả. Vâng, nếu có một điều gì đó khi mà những cái việc mà của những người yêu dân chủ nhân quyền muốn bảo vệ cái sự toàn vẹn của lãnh thổ, không chấp nhận cái sự xâm lược của phương Bắc mà đã dấn thân, đã phải trả giá nhưng lại bị gọi rằng đó là lực lượng thế lực thù địch phản động chống phá nhà nước, rồi thế này thế khác, bị chửi rất là nặng nề. Không riêng những người giấu dấn thân mà kể cả những người Việt hải ngoại như chú Ngày Lữ cũng vẫn bị dư luận nguyên chửi rất là nhiều. Thì có một điều gì đó mà với cái tâm trạng là một người cùng một cái suy nghĩ như là chú Ngày Lữ thì Toàn sẽ nói điều gì trước những cái lời thóa mạ của dư luận viên như vậy? Thực ra những người đấy mình tốt nhất là bây giờ nếu đúng như hoàn cảnh ở Việt Nam ấy là chúng ta không chấp với họ, còn nói đúng vào trong cái tâm thức của mình ấy và cái suy nghĩ và phân tích của mình ấy, thì ví dụ như ngày xưa cái thời Hai Bà Trưng, khi Bà Trưng đứng dậy thì cũng cứ nhiều đứa nó đi theo Tô Định, theo phương Bắc, theo giặc, nó cũng chửi Hai Bà Trưng là phản động. Và khi ông Lê Lợi ông đứng lên ông chống nhà Minh thì cái và cái bọn bè, bè lũ tay sai mà nó làm cho nhà việc cho nhà Minh đấy thì ông cũng bị cái bọn tay sai nó chửi ông là phản động. Và tôi nghĩ như thế thôi đấy. Bây giờ chúng tôi lên nó chống lại cái bọn xâm lược, bọn tay sai thì nó chửi tôi là phản động, cái chuyện đấy là bình thường, cái lịch sử trước giờ nó vẫn thế. Lịch sử trước giờ vẫn thế, chẳng có gì cả. Nhưng mà khi cái sự thật lịch sử được phơi bày, mọi thứ được sáng tỏ thì mọi thứ được trở lại đúng vị trí sự thật của nó, sự thật thì vẫn là sự thật. Nếu có một điều gì đó nói với người Việt ở hải ngoại khi nhìn về quê hương, họ có những cái suy nghĩ đó chưa đúng đắn lắm, giống như hồi nãy chú Nghị Lực có nói với Toàn. Họ nói rằng, ôi, người trong nước bây giờ hèn quá, 40 mấy năm rồi mà không mạnh dạn đứng lên như là người dân Venezuela, vân vân. Thì hãy để cho họ chấp nhận, họ sống với cộng sản như vậy đi. Không phải mệt mỏi mà để mà hỗ trợ người trong nước nữa. Thì Toàn sẽ nói điều gì? Thực ra cái trong người trong nước ấy, họ sau mấy chục năm họ bị nhồi sọ, nó có hệ thống ấy. Một chế độ nhồi sọ có hệ thống. Mọi người nếu những người nói như thế là không có cái phân tích, không có cái hiểu biết phân tích cái logic về các cái thể chế chính trị và điều hành chính trị quốc gia, họ không hiểu được thế nào là sự nhồi sọ, thế nào là sự đàn áp để cho mọi người dần dần nó sợ hãi và nó phải tuân phục. Còn những người đứng lên là người đã vượt qua, nó vượt qua rồi thì phải được sự hỗ trợ. Hỗ trợ từ đâu? Hỗ trợ những người phải hiểu mình, từ những người hiểu mình và thông cảm cho mình đấy. Như tôi nói chuyện như ở thời Hai Bà Trưng hoặc thời Lê Lợi hoặc thời đấy, thời vua chống giặc ngoại xâm ngày xưa, cần được sự hỗ trợ và sự hiểu, thấu hiểu những người dân, những người tỉnh táo hơn đấy. Dần dần có những người khác dần dần cũng nhân rộng ra thì mình mới có thể chống được lại những cái thế lực đen tối xấu xa, bảo vệ để gìn giữ được đất nước cho đến ngày hôm nay. Thì mọi người nghĩ như thế thì tôi thấy rằng là không không chưa có sự phân tích một cách cụ thể và không hiểu được cái tình hình thực sự là cái tình hình ở trong nước nó rất là khó khăn đấy, không đơn giản đâu. Tôi thì rất là, tại sao tôi rất là vui cười hay nói và bình thường rất là đơn giản thì tôi nghĩ đó, mọi thứ nó tất cứ mọi thứ tôi coi cuộc sống này nó nhẹ nhàng quá rồi, chết lúc nào cũng được và sống lúc nào cũng được. Tôi nghĩ như thế là tôi rất là thoải mái, đừng nghĩ rằng là ông bị khó khăn như thế mà ông vui vẻ, ông hò hỏi thế. Nghĩa là tôi bây giờ là tôi sống kiểu cảnh tiên rồi, tôi đạt là tôi cảnh giới là bằng không hết, tôi rất thoải mái. Tôi Vâng. cũng lo sợ gì, cũng chả sợ gì, chết quan trọng cũng chết mà không sợ nữa, chả sợ gì nữa. Vâng. Cái hiệp ước Thành Đô đó, bên những dư luận viên họ nói đó là những cái tài liệu giả, vân vân. Tuy nhiên cái hiện tượng hiện nay ai cũng thấy đó là Nha Trang đã tràn ngập người Tàu. Rồi ở Đà Nẵng cũng vậy, rồi ngay cả Sài Gòn đó rất là nhiều cái nhà đó đã bị người Tàu mua. Thì nói với cái hiện tình đất nước, với cái điều mà chú Nghị Lữ vừa nói, thì Toàn có nghĩ rằng
mất nước Việt Nam do bàn tay của Tàu là có hay không? Và Toàn có tin rằng chúng ta sẽ không bao giờ bị lệ thuộc nữa hay không? Xét theo cái cục diện chính trị hiện nay do Đảng Cộng sản quản lý, thì cái mất nước về tài Trung Quốc là rất là đang hiện hữu. Vì tôi thấy rằng nhiều người không hiểu biết sâu đến nguồn gốc, nguồn ngõ ngách vào trong cái cục diện chính trị. Thật ra là tôi dám tự hào, không phải tự hào vì mình hiểu biết, là tự hào vì mình có những cơ may được tiếp cận với những người để mình bộc cho mình những biết những cái bí mật để mình thấy được, là cái cơ may thôi, tôi không giỏi giang gì cả. Và thế rằng là từ trên bộ đầu não trung ương đến địa phương đã bị Trung Quốc nó thâu tóm mua chuộc bằng mọi hình thức. Và bây giờ hiện tại bộ máy chính quyền từ cấp tổ dân phố đều có tư tưởng theo Trung Quốc ấy. Nó làm tay sai Trung Quốc, làm gián điệp Trung Quốc luôn, từ bọn cấp tổ dân phố, từ bọn dân phòng, bọn đấy hàng năm chúng được đi sang Trung Quốc du lịch. Và khi sang Trung Quốc du lịch từ nửa tháng đến 3 tháng, khi chúng nó là sang Trung Quốc du lịch thì nó sẽ bị nhồi nhét tư tưởng, là thấy Trung Quốc nó chỉ đưa những người đấy sang du lịch những nơi tốt đẹp nhất, những nơi phát triển nhất Trung Quốc. Và họ thấy rằng Trung Quốc phát triển như thế, chúng ta chỉ cần làm theo họ thôi, hoặc là một quốc gia nhỏ của họ thôi mà đẹp như này là tốt lắm rồi. Khi hàng năm là nó được đưa từ thành phần từ tổ dân phố đấy, những tổ dân phố, dân phòng đi du lịch, nó Trung Quốc nó đầu tư tiền cho sang đấy để nó nhồi nhét, nó đầu độc. Và trong thâm tâm tư tưởng của những người đi đã được sang đấy rồi là về chỉ cần muốn làm tài sản cho nó thôi đấy, để xây dựng mô hình một đất nước đúng như kiểu của nó cho đi du lịch đấy, chứ không đơn giản đâu, cực kỳ nguy hiểm. Được rồi. Nên là cái bọn dân phòng, dân phố, rồi tổ trưởng các cái hội ngành đều có thể làm tay sai cho giặc. Vâng. Nó cho tiền, cho đi du lịch và cho nó gọi tẩy não, nó tẩy não một phát hoàn toàn luôn để làm tay sai cho nó luôn. Vâng, nhưng mà với cái truyền thống chống ngoại xâm đó, thì chúng ta có chút hy vọng nào rằng chúng ta sẽ thoát được cái hiểm họa đó hay không? Thật ra những kẻ đấy để mà thống kê lên nó chỉ khoảng 15 triệu người thôi, nó không toàn bằng 15 triệu người thực sự làm tay sai cho Trung Cộng. 15 triệu người để mà thống kê một cách số liệu cứ thực sự nó khoảng 15 triệu người, có khoảng 40 triệu người là u mơ đấy, và có khoảng 20 triệu người là bàng quang thờ ơ đấy. Vậy là còn cái số còn lại là những người có nhiệt huyết nhưng sợ, và nó có khoảng 10-10% những người dám đấu tranh, dám đứng lên để chiến đấu. Và chỉ cần những người đấy một khi cần thiết, một sự khi cần thiết lịch sử lặp lại, thì cần cái số người dám đứng lên 5-10% đấy thôi là cũng đảm bảo gìn giữ được đất nước, chứ không sợ lắm vấn đề đấy đó. Đấy, còn nếu cái cục diện chị này thì tôi phán đoán là nó sẽ mất như thế, nhưng phải mất như một lần như vậy, để rơi thật rơi trắng ở tay giặc thôi. Nhưng bây giờ đấy lại khác, còn Trung Quốc nó rất nham hiểm, nó không mất trắng được, nó chỉ nắm đầu cái thằng cao nhất thôi. Ví dụ bây giờ nắm đầu thằng Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Trọng thì chết rồi, thằng Phúc lên nắm đầu thằng Phúc thôi, làm tay sai cho nó thôi. Thì như thế thì vẫn là người Việt cai trị người Việt, rồi người Trung Quốc sang ở lẫn lộn vào thôi, chứ không có, nó không thực sự trắng ra là Trung Quốc xâm chiếm Việt Nam. Nếu mà dần dần mỗi năm nó cho khoảng 50 triệu người, 20 triệu người sang bằng các cái hình thức, nó ở lẫn người Việt thế thôi. Đấy. Cái mưu đồ nó là mưu ăn tầm ăn dỗi, và khi nó sản xuất những hàng hóa thực phẩm độc hại để cho riêng người Việt ăn, bán riêng cho người Việt ăn, và cái hàng hóa lại riêng cho người Trung Quốc ở Việt Nam ăn khác nhau. Đấy. Người Việt mình chả biết gì cả, cứ u mê vậy, được bọn tay sai nó tuyên truyền thì cứ ăn uống vào độc hại, rồi người bị ung thư, tai nạn bệnh nhân thì vô sinh, yếu sinh lý, đấy, ung thư rồi chết, dần dần tuyệt diệt sống rồi. Cũng là một đấy là cái phương pháp nguy hiểm nhất, là nguy hiểm mà nó cầm đầu đấy, túm tóc như bọn thằng cầm đầu là tay sai, chứ nó chiếm thực sự. Bây giờ nếu cần đánh nó vào nó chiếm thì nó không thể chiếm được, nó không đủ, Trung Quốc không đủ khả năng là chiếm được.